tế bào T nằm trên tuyến đầu của hệ thống miễn dịch và nhiều tế bào cư trú trong máu và các hạch bạch huyết khảo sát và phản ứng với các tác nhân ngoại lai và những kẻ xâm lược. Nhưng các tế bào T đặc biệt được gọi là tế bào T gamma delta, tế bào GDT thiết lập cửa hàng trong các mô biểu mô như niêm mạc ruột hoặc da. Ở đó, họ đảm bảo rằng dịch bệnh và thiệt hại không xảy ra mà không được kiểm soát. Các nhà nghiên cứu hiện đã tìm hiểu thêm về cách những nhân viên bảo vệ miễn dịch này có thể phân biệt giữa các mô khỏe mạnh và mô bệnh. Các phát hiện đã được báo cáo trên Nature Immunology. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng mô hình chuột để phân tích cách các tế bào GDT trên da tương tác với các tế bào hình thành cấu trúc da chuột. Trong khi các tế bào T bình thường có thể nhận ra các protein của vi khuẩn hoặc virus, các tế bào GDT đang theo dõi một phân tử mà các tế bào khỏe mạnh mang theo, được gọi là skin 1. Tế bào T của da tương tác liên tục với môi trường xung quanh khi không có kẻ xâm lược rõ ràng nào. Khi các nhà nghiên cứu can thiệp vào khả năng liên kết của skin 1, các tế bào GDT không thể hoạt động bình thường nữa. Chức năng hàng rào miễn dịch quan trọng của da đã bị phá vỡ. Nghiên cứu này đã nhấn mạnh công việc của tế bào T ngay cả khi không có nhiễm trùng đang hoạt động hoặc các vấn đề khác để duy trì và bảo vệ các mô. Thách thức ý tưởng rằng hệ thống miễn dịch chủ yếu hoạt động trong khi xác định và phản ứng với mối đe dọa. Các nhà nghiên cứu lưu ý nếu da chuột với skin 1 không liên kết tiếp xúc với căng thẳng dưới dạng bức xạ UV hoặc hóa chất gây kích ứng. Các tế bào GDT không thể giúp da phục hồi khỏi những tổn thương do các tác nhân môi trường này gây ra. Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các tế bào miễn dịch và các mô khỏe mạnh phải tương tác để tạo ra phản ứng hiệu quả chống lại tổn thương hoặc nhiễm trùng. Tế bào GDT phải thiết lập đường cơ sở trong mô bình thường để chúng có thể phát hiện ra các vấn đề. Tác giả chính của nghiên cứu Duncan McKenzie, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Francis Crick, cho biết giống như các nhân viên bảo vệ, họ làm quen với môi trường xung quanh để có thể xác định hiệu quả nhất khi có sự cố. Mặc dù chúng tôi đã xem xét cụ thể các tương tác trên da chuột, nhưng chúng tôi biết rằng có những phân tử tương tự như skin 1 trong các mô khác nhau, bao gồm cả lớp niêm mạc ruột của con người, nơi có nhiều tế bào T, tế bào duy trì và bảo vệ nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể con người. Nghiên cứu bổ sung sẽ giúp tiết lộ thêm về cách các tế bào GDT cảm nhận sự chuyển đổi mà một tế bào khỏe mạnh tạo ra thành một tế bào ung thư. Các nhóm nghiên cứu khác nhau cũng đang nghiên cứu tế bào GDT để phát triển liệu pháp miễn dịch ung thư. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!